Xin chào tất cả các bạn, mình là Sam Thế Hoàng. Hôm nay mình sẽ bắt một khẩu cây hơi này. Hết ra đi lắm rồi. Ấy anh dẫn này bố tập từng chi tiết này nữa. Bước 1 đây, xem đây, bước số 1 đây. Ê mẹ mẹ, nó vắng chưa có bi đấy. Đây này, tìm thay một x mà thêm mấy x này vẽ vào với nhau như thế này. Một x. Đây, một x và hai x đây đúng không ạ? Đâu, thay một x là thanh có 3 chấm nhưng mà hình màu ghi. Màu ghi. Đây, kia cơ mà. Kia cơ mà. Ừ. 3 chấm màu ghi. 2 cái thanh hình tam giác. Còn 2 thanh này. Đấy. Ghép cạnh nhau. Sau đó là cho cái thanh. Ghép cạnh nhau rồi đấy. Để cạnh nhau. Sau đó cho cái thanh. Cho cái thanh màu ghi lên trên. Mình rõ lại rồi. Ừ, đúng rồi, đúng như mình dài rồi.